mọi người. Để mà anh em mình tới được Ô Em quá, anh em mình phải vượt qua một cánh rừng rất là rộng nha mọi người. Tại vì cái khu vực Ô Em Đéo á, ở một cái cây rất là cao mà ở khu vực rừng dây, thành buộc mà tất cả những anh em mình phải phát á. Chung mọi người xem rộng này. Wow. Ô Em này mà chinh phục được là một Ô Em lần đầu tiên trong đời của anh em Đại Ngạn mình là vượt qua chính bản thân mình luôn. Mọi người xem toàn bộ rừng dây hết. Yeah. Khu đây rừng dây nha mọi người nha. Còn ở một cái sổng toàn bộ rừng dây, còn xung quanh là những cây to nó bật bật ba bẹt hết rừng mình. Hello anh em mình, chào mọi người nha. Wow. Hiện tại thì như mình đã nói á, anh em mình đã cố gắng lủi trong cái rừng dây. Bên trên kia là những cái khu vực của cây cổ thụ nha. Mọi người xem một rừng chuối của rừng mình nè. Đó. Bởi vì mình đuổi vào đây để mục đích cuối cùng là anh em mình chinh phục một em cây cao như thế này mọi người. Mọi người xem cây nha. Wow. Cây đó mọi người. Đó, hai Ô Em đếm trên cây đấy là anh em mình sẽ quấn lấy những Ô Em này. Cây cao. Xung quanh là không còn một cây nào khác. Đó. Đây, em nghĩ. Cái rừng này đặc biệt đối với anh em mình. Lần đầu tiên thằng Tấn. Không anh tao mà ăn thịt chè. Quá dày làng. Chồng trâu bò rồi vô. Đó, trên đây là một cái vườn chuối rừng nha mọi người. Chuối rừng, chuối mặt tự nhiên của rừng mình đó. Ô, khu này mà mình lấy chuối hột ngon nè. Đây là heo em. Có những tim với con thật dĩ đi. Mọi người thấy một con tim đây. Ô này heo. Wow. Ôi trời. Anh em đang ngồi đây bàn bạc để mà suy nghĩ thử leo như thế nào cái đây. Cái này chặt khoảng bao nhiêu cây nghiệp? Khoảng 5 cây. 5 cây. À, anh em mình sẽ dùng cây nha mọi người nha. Mình sẽ dùng cây mà mình chặt mà mình tháp cho cây nhỏ, cây to này để bắt đầu mình làm đong từng đoạn lên. Bởi vì rất là nguy hiểm, anh em mình làm rất cẩn thận. Đây, mọi người xem nè, cái cây nó xung đột. Anh thấy đang làm một cái sợi dây để mà làm cái đo. Anh, đó, mọi người xem. Được, đó. Cây này, đường kính cả mét nha mọi người nha. Không một cái nhánh nào khác, chỉ có một cây xung đột. Mà lên trên sẽ có những ô em. Rồi, mình tiến hành đi bị đuốc thôi nha mọi người nha, để mấy anh em tranh thủ mà làm để trời mưa mất. Hiện tại anh em đã làm một cây đầu tiên nha mọi người nha. Đó, nghiệp đang làm đâu. Đó, cứ lấy dây quấn vô thân cây to và cột cây nhỏ lại để mà lựa dựa theo cây nhỏ mà anh em mình leo nha. Đây là cây đầu tiên rồi. Cao quá. Cao tập trời luôn. Anh thôi anh kéo cây lên mọi người. Đó, dùng cái sức của mình quanh cái dây thiệt xa để nó qua vòng tròn của cây và là cột lại nha mọi người. Tuyết phải chặt. Chặt và cách của mình làm là phải làm sao cái cây ở chính giữa trọng tâm của cái cây lớn đó, để mình khỏi bị nghiêng qua một bên mọi người. Tránh quá trình mình leo nó sẽ bị lật qua một bên. Mình làm thẳng, nẹp theo hướng ý định của anh em mình muốn. Đi cái khác xong. Đi xuống.
dày, biết bao nhiêu dày mà nói mọi người. Anh em phải dùng khoảng mấy chục dây. Xuống đó. Trong quá trình mình làm đoan này mọi người, mình sợ nhất là khi mình làm chưa xong á thì con em đã xuống rồi. Chưa có đuốc rồi, chưa mặc áo hết mọi người, leo không đó, để kiếm được giọt mật mà gửi đến mọi người á, thật sự anh em mình rất là vất vả. Nhưng mà hôm nay rất là buồn, tại vì là cái mật nguyên chất của anh em mình đó mọi người, trên mạng hiện tại bây giờ có rất nhiều người bán và cũng khó phân biệt được mật giả và mật thật mọi người. Anh em mình đi đốt lâu nay mà chỉ yếu dựa vào kinh nghiệm của anh em mình là mùi vị, không khó phân biệt được mật giả và mật nguyên chất nha mọi người nha. Đó, thì anh em mình dùng thì cũng hy vọng mọi người ủng hộ cũng như là mọi người tin tưởng á. Thật ra thì người ta bán mật rất là nhiều luôn, thì cũng cảm ơn tất cả những người khách hàng và những anh em đã tin tưởng ủng hộ anh em mình trong những thời gian qua cũng như giai đoạn tiếp theo của tương lai anh em mình nha. Đây, anh em mình làm theo một chất lượng uy tín nhất, đảm bảo đến được gửi đến mọi người là một hiện tại anh em mình đang lên, đang lấy ổ ong đây. Thì trong quá trình làm thì anh em làm được khoảng tiếng rưỡi rồi. Bây giờ thì anh em chỉ đợi 15 phút nữa thì anh em sẽ lên. Thì ổ em thì hai ổ kia thì khoảng 15 phút hai anh em sẽ lên. Bây giờ đợi anh kia làm khoảng 15 phút là xem. Ổ rất kỳ cao, ổ đây cao hơn ngày hôm qua. Ổ hôm qua thì được 50 mét, thì ở đây phải hơn, ở đây tầm 65-70 nha anh em. 60, ở đây 60. Chà chưa. Đấy. Trời cũng sắp mưa rồi, anh em cũng ráng làm cho nó xong. Bây giờ anh em cũng đói lắm rồi. Đấy, từ đoạn góc này quay cho anh em xem nè. Lát nữa anh em sẽ lên và sẽ quay cho anh em xem ổ em nó to bự nha anh em. Hiện tại anh em đốt đuốc mà trời đang mưa nha anh em, thì anh em sẽ dập lại đuốc rồi tạnh mưa thì anh em sẽ lên. Thì đây đuốc anh em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì đốt đuốc xong thì lại trời lại mưa, thì anh em sẽ tạm thời nghỉ xíu để tạnh mưa rồi anh em lên. Cao quá là cao nha anh em. Có một anh ở đang ở trển nha anh em, đang làm cái đoạn cuối cùng luôn. Thì giờ mưa thì anh em nghỉ, để hết mưa rồi anh em lên tiếp nha anh em. Ôi, ngày họ lòng tụp lưỡi đó. Bây giờ mình tiếp tục phụ anh em kia lên làm cái đoàn nha anh em. Cây rất cao. Tính là cây hôm qua với cây hôm nay thì cây hôm nay nó cao hơn nha anh em.
lên chưa làm đuốc làm gì nó đã xuống rồi. Lên nữa mà không có đất khói là nó xuống anh em. Hả? Bây giờ sẽ kéo cái cây lên anh em. Đây lần đầu tiên mình làm cái kiểu anh em nha. Cái này thò mình không biết. Kén quá trời nè. Mấy câu bồ rồ luôn nha anh em, cánh tới đắt luôn. Cho trưa rồi, đúng 12 giờ rồi. Anh em làm từ sáng nha anh em. Hả? Thêm nữa nha nè. Ui da. Ui, anh em kia mệt rồi nệm dưới đó, nệm dưới gốc cây kia. Giờ mình chỉ phủ lên ở đây một đoạn cây nữa thôi. Đấy. Chừng có khoảng 15-20 mét nữa là sẽ tới luôn rồi nè. Hả? Kén luôn nè mà. Hả?
Thật lạc mắt ra hả? Được. À, chắc tóc như thế. À, vì chắc. Ờ. À. Mình lên được nửa cây rồi. Đấy. Quay không cảnh cho anh em xem này. Làm cái đoạn xe thì mình sẽ lên quay cho anh em xem về mình lấy mật luôn nha anh em. Mình sẽ lấy quay cho anh em xem. Cái bông mật ở đây thì khá là to, bự luôn nha anh em. Ngày hôm qua anh em lấy được một ổ, à, lấy được một cây hai ổ. Ngày hôm nay thì anh em tiếp tục lấy một cây hai ổ luôn. Hello anh em nhé. Anh em Đại Ngàn xin chào tất cả anh em nhé. Thì qua một thời gian anh em đã làm xem thì mưa cũng nhỏ chứ không to. Thì anh em lên cố gắng lấy sớm để nó mưa to hơn nữa. Thì anh em sẽ chinh phục lấy ô văn đây. Thì mưa rồi thì anh em sẽ cố gắng lên sớm. Rồi, mình tiếp tục lên nè. Thì trong quá trình thì mình chỉ lên một đoạn nào thì mình lên được quay đoạn nào thì do mình hầu như mình chưa lên được cái độ cao nha anh em. Hôm qua là đầu tiên, bữa nay nữa. Mưa, nhưng mà mưa nó không đến nỗi to nha anh em. Anh em mở được một cái đuốc rồi. Thì nếu kịp thì mình sẽ quay lên hai ổ, còn không kịp thì mình sẽ quay một ổ thôi nha anh em. Hai anh đã lên trước rồi kìa. Mưa mà em sẽ cố gắng để hoàn thành được ổ em đây. Bởi vì chiều nay anh em sẽ không ở lại trại, thì anh em sẽ về. Kìa, hai anh ra một người đã lên rồi tới ổ em rồi nha. Mưa. Bê đập chi hả? Rồi. Rồi bẹt răng. Rồi, hết 3 giây luôn. Đi đâu từ bác đi đây. Wow, bò mặt khủng kìa anh em. Chưa gì đã tấn công anh em mình rồi. Cắt đấy. Đợi xíu nha nghiệp. Hỏi hỏi. Trăng bét luôn vậy rồi. Wow, cái bò mọc kia là đẩy nếp luôn nha anh em. Trăng bét quá. Phải bình xe. Do nó mưa nãy không được quay rõ cho anh em. Để mình lên rồi để quay tiếp tục nha anh em.
Ở đây mình đang ở độ cao rất là cao, không ta nổi được. Thì khói rồi, chưa tắt tiêu. Tắt cái đèn, tắt như thế. Cánh hả? Có lần em để lát nữa mưa to nữa nha. Tại em có tao có phát à? Cái nhánh này nó ở ngoài kia nha anh em. Để hỏi thứ hai anh em kia lấy được không? Còn không lấy được thì mình cũng không cần, bởi vì nó ở nhánh ngoài quá, thì mình sẽ lấy được cái nhánh trên kia nữa nha. Kia được mặt không em? Thôi để lên qua anh kia trước đi. Chứ hả? Bây giờ anh lên thì động anh em, để xíu để anh em qua cái cây kia rồi mình sẽ lên nha anh em. Ôi từ từ tao Việt ơi. Tắt rồi. Rồi mình lên đây nha anh em. Nãy giờ không có chỗ ngầu. Bây giờ thì mình lên có chỗ ngầu đây anh em. Wow. Ui. Wow. Wow. Đây. Cái dây đây anh em. Chúng có truy hả? Có xì có. Hả? Tụi mà thấy xì. Cho hết đè. Nhỏ nhỏ tí, bàn tí. Bằng như thế hả? Thôi dạ. Đây đây đây. Tụi ăn được phân. Bây là cố gắng mưa anh em tranh thủ. Từ em, từ em. Wow. Thấy chưa anh em? Thấy ghê chưa? Đấy, cây giải bồ bò được này, thấy chưa anh em? Đấy. Thấy chưa anh em? Đây, tôi nhắn từ đây nha. Tôi chỉ cho anh em qua này, thấy chưa? Khiếp sợ luôn. Đấy. Từ từ em, đây đây dây đây, cột thêm không? Đưa anh cho thêm dây này. Đấy. Đây, chỗ đầu em đấy. Cột thêm nhiều vô. Được không? Chụp thêm nhau. Rồi. Cái cảnh mà lấy mật thì mình không quay được cho anh em xem. Thì trời mưa rồi. Thì mình sẽ lên trên chỗ em trên đây. Ui. Kén anh em. Hào lên. Có thanh tờ. Rồi, cột cho anh em luôn. Anh em mình cẩn thận hơn là chính nha anh em. Ui, cái đuốc mình nữa. Cắt lưỡi cho khỏe. Cái cảnh của ổ đây thì mình không quay được nha anh em. Thì mình thấy sợ rồi. Thì để anh em lấy đồ mình sẽ lên trên kia. Ở kia két rồi. Chờ chút anh Nghiệp ơi. Ấy. Ta xa đó. Từ đã. Bơi lại.
Lấy điện thoại. Hả? Lấy điện thoại. Ồ. Bàn tay hoặc bàn tay của. Có cùng hệ ạ. Mình không quay được, mình không ra nhánh ngoài nha anh em. Đây anh em lấy điện thoại quay được cảnh nào quay. Độ cao và trời mưa. Anh em cố gắng làm nhanh. Từ từ em, từ em. Kể mưa không sao, để từ từ. Bò sao cái nhánh từ đây nè. Đấy, đây. Đấy. Bò luôn ngoài kia. Đây mình không quay được cái cảnh cái thế bên này không quay được. Không có chỗ ngầu. Quá mệt rồi. Đấy, quay cái độ cao luôn cho anh xem nè. Đấy. Đây. Có một người anh ở dưới này, bò ra ngoài luôn. Qua. Wow. Sợ luôn. Thôi anh em cứ lấy nhanh đi được thì lấy. Còn không được thì nghỉ. Nói giỡn giờ hai anh em cố gắng hết sức rồi. Ôi, giác quay không? Đấy. Toàn dưng thôi thì trú dưới rồi. Chà, anh bò sao y như con kỳ đà kỳ tôm rồi đấy, thấy chưa? Thấy ghê chưa nè. Mình thì lên quay được cho mình lấy không được rồi. Đây quay được không em? Cô. Từ từ. À. Bò mọc dài thiệt dài. Rồi, rút những trang rồi, quay ạ. Đây là. Quay cái máy. Đây này các bạn ơi. Mặt quắc như khủng nè. Đấy. Thấy đá không? Bao này. Bên này nữa. Vài thôi ạ. Cảm ơn em nha. Thì trong quá trình mình quay được bao nhiêu thì anh em thông cảm nha. Bây giờ thì trời đã mưa rồi. Thì anh em, hai anh em lấy. Rồi cái đoạn xuống thì mình sẽ không quay. Thì anh em thông cảm. Đấy rồi trời sắp mưa rồi mình. Thì trời sấm sét. Rầm rì rồi đây. Ở kia. Đấy em cố gắng nha. Cố gắng chinh phục được của em. Rồi mình tạm dừng video nha. Chào anh em nha. Hiện tại có một anh là chưa xuống nha anh em. Thì cũng trước khi anh em đốt thì vừa đốt xong là trời mưa liền. Thì hai anh em mình đã xuống hoàn toàn rồi. Đã an toàn. Còn đây, em chưa? Hỏi anh em. Hỏi còn ở trên cây á. Còn phải xuống mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Tại anh em đang về mình. Mưa hắt mình lắm. Lúc đẹp vào đầu lớn anh em phải tranh thủ về để không kịp. Nhưng quá trình đốt em rất là cực vả không ơi. Anh em mang nét phải mặc áo mưa trang bị để về. Nước rừng lúc mưa nó quá trời nguy hiểm nha mọi người. Chuyến đi bên này thật sự là quá vất vả đối với anh em mình mọi người. Leo cây thì trời là mưa, cây thì cao. Em có. Mặc dù như vậy nhưng mà anh em cũng quen lấy được mật. Và anh em mình về an toàn à. Đó là điều mừng nhất đối với mình à. Cuộc sống của anh em mình là vậy. Cứ đi và cố gắng vượt qua những gì mình đang sống. Yeah.
Mừng quá mọi người, tất cả anh em mình đều an toàn mọi người. Thật sự là một thử thách quá lớn đối với anh em mình. Thật sự những cảnh quen anh em mình rất là sợ. Cuộc sống lại vậy. Hy vọng mọi người hiểu cho anh em mình. Hy vọng tất cả mọi người xem video thì cũng không mong muốn mọi người nói gì hơn, nhưng mà cũng mong muốn mọi người đừng làm theo những gì anh em mình làm. Thì vì anh em mình cũng quen với cuộc sống như vậy rồi. Rất khó. Chào mọi người nè. Hiện tại thì anh em mình đã kết thúc video mọi người. Thì điều mình cảm thấy muốn nói với mọi người ở đây là trong quá trình leo cây á, thật sự mình là người đi đất á, mình cảm thấy rất sợ. Mình điều mong muốn nhất của mình là được anh em, anh Thúy, thằng Nghiệp đã trở về đất với mình an toàn á. Mình không biết nói gì hơn á mọi người. Thì trong quá trình leo lấy em á mọi người, mình cảm thấy run sợ luôn. Vì leo đất cực kỳ là nguy hiểm đối với anh em mình. Nhưng mà cuộc sống là như vậy. Có rất nhiều người thì nghĩ sẽ tại sao anh em mình lại lấy những giọt mật cũng như em mình đi xa làm tổ. Nhưng mà mọi người có thể nói công việc của mọi người là như vậy, nhưng mà công việc của anh em mình là như vậy. Cuộc sống hoàn toàn khác nhau, nhưng mà anh em vẫn biết bảo tồn mọi người. Nhưng những dụ em mà anh em mình khai thác á, là đến độ hoặc là những quá trình mình cắt mật là anh em mình sẽ dưỡng con để lại và cũng để lại cắt mật cho bầy em nó phát triển á. Thì hy vọng mọi người hiểu và đồng cảm và chia sẻ video anh em mình rất nhiều. Rồi một lần nữa thì mình thi diện cho tất cả anh em đại ngàn ơi á, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của anh em mình á. Và một lần nữa hy vọng mọi người cảm thấy hay và ý nghĩa thì like và đăng ký ủng hộ anh em mình thật nhiều trong những video tiếp theo á. Thôi chào mọi người á, cảm ơn mọi người á. Người á, anh em mình đang đi về thôi. Mỗi người một ba lô mật ướt hết rồi, do anh em đi một đường dài thì anh nào cũng có một ba lô ít nhất phải trên 10 lít một người. Không, chào anh em.